Ok các bác ơi, bây giờ em sẽ dùng con bu lông X1 IMP mẫu mới nhất của Hukan và em sẽ test trên hai con vít này các bác nhé, và sử dụng là cái khẩu 17 anh em nhé. Đấy, để xem cái lực xoắn của nó siết đứt được hai con ốc hay không anh em nhé. Đây, trên gỗ nhãn siêu cứng anh em nhé. Đứt luôn anh em ạ. Đấy, đứt rồi nhưng mà con này nó đang bị chìm ở bên trong. Tiếp con nữa cho các bác cùng xem này. Quá là khủng luôn các bạn, cực kỳ là ngon luôn, máy siêu khỏe anh em nhá. Hello anh em nhé, trước mắt anh em đây là những cái thân máy của con X9 nhưng mà là mẫu mới anh em nhé. X9 này là X9 IMP. Đây anh em có thể thấy này, một cái thiết kế rất là hầm hố anh em nhé. Thì con này là dòng bu lông đầu đặc và đầu của nó là đầu 1/2. Thì em sẽ giới thiệu một chút về cái thông số kỹ thuật để cho anh em nắm được nhé. Thì con này điện áp của nó là 21V này, vòng tua của nó là từ 0 đến 1080 này, 2940 và max của nó là 3350 vòng một phút. Con này nó sẽ có 3 cấp tốc độ anh em nhé. Model của nó là X9 IMP. Đấy, rất là xịn sò. Đấy, phần sau đít này có một cái lớp cao su. Đấy, trên tay cầm cũng cao su. Đảo chiều đầy đủ anh em nhé. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ cùng các bác khui xem cái thân máy này, xem ruột gan bên trong nó như thế nào các bác nhé. Rồi, ok các bác, nó tháo được tất cả các nút rồi. Rồi, giờ sẽ cùng các bác khám phá trong một căn nữa nhau nhé. Rồi, móc đèn rồi. Ok. Đây là cái phần bưởng của nó này. Đấy, các bác nhìn không? Phần bưởng của nó rất là dày dặn luôn các bác nhé. Đấy. Đảm bảo các bác là sử dụng con này thì sẽ không bao giờ sợ là bị vỡ cái bưởng này đâu. Trừ khi cái trường hợp là các bác làm rơi thôi. Còn bình thường cái bưởng này rất là chắc chắn luôn anh em. Dày cực kỳ luôn này các bác nhé. Đây, cục búa này. Siêu khủng luôn. Đường kính của cục búa này nó rơi vào là 5 cm, độ dày 3 cm luôn anh em nhé. Đấy, búa rất là to. Rồi, ok, xem ruột của nó như nào anh em nhé. Rồi, ok các bác, đây là toàn bộ ruột gan của con X9 IMP mẫu mới anh em nhé. Này anh em để ý này, trên cái mạch của nó này, mạch sẽ là mạch nhôm anh em nhé.
mạch nhôm. Đấy, mạch nhôm rất là dày dặn và chắc chắn. Cái mạch nhà mạch này thì nó sẽ có cải tiến một chút anh em nhé. Thì anh em để ý này, ở trên những con Vulcan X9 đời trước thì cái mạch này nó sẽ có thêm hai cái dây nữa, nó đi lên cái công tắc này. Đấy, thì với cái mạch cũ thì cái công tắc này thì nó sẽ thay thế, nó sẽ mắc tiền hơn anh em nhé. Còn cái công tắc này thì anh em có thể sử dụng cái cò bóp không thử than bình thường, anh em có thể lắp vào được luôn, giá thành chi phí rất là rẻ. Rồi ok, anh em nhìn này, cái động cơ 3 pha của nó này, động cơ 3 pha không thử than này, dây đồng cực kỳ to, dây này nó phải dây 75 đến 80 rồi anh em nhé, dây rất là to. Rồi xem cái rô của nó như thế này. Rồi ok, đây là cái rô của nó đây anh em nhá. Đấy, anh em nhìn không, rất là xịn sò luôn. Bi rất là xịn luôn anh em nhé, cực kỳ là ngon. Rồi ok, đấy anh em có thể thấy đây, em đã tháo hết ruột gan của con X9 IMP ra cho anh em cùng xem rồi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, rô ruột của nó rất là chất lượng anh em nhé. Đấy, rất là xịn sò. Đấy, xem cái chiều dài của cái rô, nó là 2 cm anh em nhé. Đấy, đường kính của cái cuộn dây này thì rất là to, đường kính của nó là 5,3 cm. Anh em để ý này, dây đồng siêu to luôn nhé. Cái dây đồng của trên con động cơ 3 pha không chổi than này nó phải dây 75 đến 80 anh em nhé. Đây, ở đây cái này thì không có cái pan me để em đo, nhưng mà em nhìn cái dây này với con mắt của em thì nó phải là dây 75 đến 80 đấy anh em ạ. Đấy, dây rất là to luôn anh em nhé. Động cơ thì xịn sò, mạch nhôm cực kỳ là xịn luôn anh em nhé. Đấy, mạch nhôm con này thì nó cải tiến rồi. Mạch nhôm này thì nó sẽ sử dụng cái cò phổ thông anh em nhé. Cái cò phổ thông giống như cái đời trước thì nó sẽ sử dụng cái cò, nó sẽ có thêm hai cái dây điện nữa, nó đưa lên công tắc. Nhưng mà ở cái mẫu này thì người ta đã bỏ rồi, người ta đã sử dụng cái cò phổ thông này. Thì sau này mà anh em có hỏng cò thì thay thế cái cò này cũng rất là đơn giản thôi, chỉ còn 50 ngàn thôi là xong anh em nhé. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, cụm búa này quá khủng luôn anh em nhé, cụm búa nặng cả ký luôn anh em ạ. Rồi ok, rất là chất lượng luôn anh em nhé. Thì với cái thân máy của con Vulcan X9 này thì hiện tại giá đang rất là tốt luôn anh em nhé. Giá sản phẩm hiện tại bên em đang phân phối là 1.200.000, và khi anh em mua hàng sẽ được tặng thêm một cái đèn LED trị giá là 150.000 nữa anh em nhé. Đấy, và con này thì các bác có thể mở được tối đa lên tới là 32 nhé, con ốc lên tới, bu lông lên tới 32mm. Đấy, thì với con này thì các bác sử dụng chân pin phổ thông nhé, cứ có pin phổ thông là các bác lắp vào là chiến thôi. Đấy, rất là đơn giản gọn nhẹ. Đấy, anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Ba số điện thoại em để phía bên dưới màn hình đấy. Và một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau. Xin chào các bác.